số tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ. Mở đầu là bài múa Ngôi Chùa Quê Hương với sự thể hiện của Tốt Nữ. Xin mời tập thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Bạn quay. Sáng danh Bồ Tát hào quang, cứu người trầm luân.
xin cảm ơn những bằng tràng hoa tay của bố phụ tập thể quý vị rất nhiều. Kính thưa tập thể quý vị, hát chầu văn là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Bằng cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với lời văn trau chuốt nghiêm trang, giai điệu hát văn vượt mà hấp dẫn, lúc lại dồn dập khỏe khoắn vui tươi cùng vũ điệu thần thánh, đưa chúng ta vào những bước nhảy đu đưa dìu dặt làm mê hoặc lòng người. Và sau đây xin mời tập thể quý vị cùng đến về bài múa chầu văn suối lân với sự hiện của tốt nữ.
tình yêu, viết về tình yêu đứa đôi trong những tháng năm đất nước chìm trong mưa bom bão đạn. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bao lớp thanh niên đã tạm biệt quê hương, tạm biệt tình yêu vừa sớm để ra đi, viết lên bài thơ trên báng súng. Tình yêu trong xa cách đã chắp cánh hòa vào vận mệnh dân tộc để trở thành sự thủy chung, thiêng liêng và bất tử. Sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước tình yêu sáng tác Lệ Giang qua phần trình bày của Thu Hoài cùng Tốc Múa Cung Họa. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn giọng ca rất mượt mà của Thu Hoài. Và sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức bài múa Cô Đô Thượng Ngàn với phần thể hiện của Thúy Sinh cùng tốt múa Phu Họa. Anh cán bộ
Buổi lễ đã bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đình chùa Thôn Quan Lộc ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.